Chợ ếch ăn nha. Má, đem sò rồng chợ ếch ăn nè. Anh. Anh ăn đi. Anh. Nè, con bắp chợ ếch ăn đi. Dám không? Không. Sợ hả? Đây. Đó, ếch. Chúc nè. Cái liền vô đi. Nè, từ từ nè. Con sâu. Sâu, dám bóc không? Chứ gà ăn nè. Ếch lâu ăn chứ gà là quất liền đấy. Đó nha. Nè, liền cho gà nè. Đây. Đó, gà nó thấy nó quất liền. Ủa? Gà nó không thấy hả? Ăn không thèm ăn. Trời trời. Ok. Để mấy gà sâu mà chê nha. Quất. Quất. Gà từ nhỏ nó ăn lúa chứ bắp cám được không hay sao ta? Ăn chay hay sao á? Nè, thấy sâu mà nó chê. Gà thấy sâu chơi trời. Ngộ quá, gà mà chơi sâu rồi ngộ quá. Gà này ăn chay rồi. Gà đi tu ăn chay. Mổ cho chết. Mổ cho chết mà chưa nuốt nữa chứ. Tưởng ăn chay chứ. Đi ra chỗ khác. Đi vô. Lan á. Ừ, con Lan nó vô. Vô. Bà Đàm đâu? Bà Đàm. Vô đi. Đang rồi đó. Đó. Không ăn là cho bột cắt ăn. Đây, cho con là bột cắt. Úi giời, làm gì vậy? Hết hồn mà. Con này bột cắt ăn. Đây con này. Để đây cho bột cắt với bình điệp ăn. Cho bột cắt với bình điệp ăn ha. Sao quá. Ừ, nó coi. Mày ớt ăn chưa? Ăn ớt chà. Ủa? Con kêu ớt, ăn đi ớt đi. Ớt, ăn đi ớt. Ăn. Nói ớt đỏ đó, nó táp tay con á. Trời. Nó táp tay con á. Họ tay vô coi. Ê, ớt, ăn đi ớt. Họ tay vô coi, anh táp tay con không? Họ tay vô này nè. Đấy vậy nè. Anh. Đã rồi chị, nó tát tay không? Ít mập không? Nè. Anh. Mập ú ú không? Nè. Anh. Quá bự luôn nè, ha. Đó. Anh. Ít. Đây nữa nè. Con ếch trời. Ít.